Hello và xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và anh em thấy hiện tại mình đang có đó chính là đội hình pháp sư mọi người nhá. Và theo ý kiến của rất nhiều anh em ấy là đó chính là làm Annie đồ thế giới, đồ gọi là full sát thương chí mạng. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng làm cho anh em xem một video về con Annie này. Anh em xem video cảm thấy thú vị, hãy ủng hộ mình một đăng ký kênh, một like và hãy đừng quên gọi là theo dõi cái kênh YouTube của mình mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh em nào có cái ý tưởng nào, có muốn mình làm một cái vị tướng gì ấy, thì hãy để dưới comment, mình sẽ cố gắng để thu xếp làm những vị tướng đấy và những đồ trang bị đấy cho anh em xem nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mình để con ban ở trong bởi vì đơn giản là để có thể lấy một chút kinh nghiệm thôi. Và bây giờ mình sẽ để một như này. Mình sẽ gọi là feed một chút máu đi. Feed một chút máu mọi người nhá. Hai con ba này thì nó không có sát thương nhiều đâu, nó chỉ rút ấy kinh nghiệm thôi. Vậy nên là mình sẽ để ở dưới để nó có thể lấy được một chút kinh nghiệm. Hai rồi anh em, ba này, bốn, đấy mình làm thế thôi, mình vừa fit được máu, mình lại vừa cái kinh nghiệm thêm cho bản thân mình nữa, tuyệt vời không ạ, năm rồi, lên cấp luôn đấy gì nữa, ngon chưa? 92 máu, ui sao nhiều máu vậy này, à ok trang bị đẹp nhé mọi người, gác mỏ thạch này, à không cần gác mỏ tập hay là cái này món trang bị này đều được, BF cũng được ha, bởi vì cái đồ thế giới phun chí mạng là gồm gác mỏ thạch này, mũ cực kiếm này, với cả một cái mũ thủy nữa thì tuyệt vời hơn mọi người nhá. Ok, mình sẽ lấy cái găng đúng tập này mọi người ạ. Give me, ok. Thì để xem sức mạnh của Annie khi mà gọi là dùng trang bị full chí mạng ấy thì nó sẽ khỏe thế nào mọi người nhá. Em hãy cùng theo dõi nha. Ui, ba anh em, lấy luôn nhá. Mình đang ý định chơi 3 mà nên là mình sẽ lấy luôn. Cứ 3 là lấy thế thôi. Này đi, ok. Bởi vì mình có năng ý định đó chính là dùng vàng eco vàng ở level 5 á, level 5 hoặc level 6 để có thể run any. Và nên mình sẽ dùng con 3 này để coi như là mình lấy kinh nghiệm từ nó để coi như kiểu số vàng mình đã gọi là tốn để run ấy, nó sẽ không bị bớt phí đi kiểu đấy. Một kinh nghiệm, một vàng này tương đương với một vàng rồi. Anh em nên biết là con AD này là phiên bản này ấy, nó được boost sức mạnh nhá. Vậy nên là mình sẽ chơi để anh em xem sức mạnh của AD được boost như nào. Đó là lý do mình chơi AD đấy. Khỏe có chưa? Ok, Tân Anh 999 hy sinh rồi. Tiếp tục nào, hiện tại thì chưa thấy ông Annie là xuất hiện cả. Ui, cả Victor này mọi người. Khởi đầu bằng 4 phương thủy luôn rồi. Gắt thật ạ, nhưng mà thôi tôi sẽ không bỏ vào. Mình sẽ để ở ngoài thôi. Kinh nghiệm mình không bán luôn nhá, để kinh nghiệm một cục thôi. Một cục rồi làm thịt luôn, cho nó nhanh. Cái này bán đi cho nó tròn tiền nhá, để tích lợi tức nhanh hơn. Ok, thua rồi, tuyệt vời. Cần lắm trận thua như này. Chúng ta chỉ còn 84 máu. Ông này thì AFK rồi mọi người ạ. Love you me high. Và có rất là nhiều anh em ấy cũng gọi là comment bảo mình là
mình dùng những bài nhạc gì ở trong những video của mình ấy. Thì ok, để có một thời gian mình sẽ gọi là tổng hợp lại cái list nhạc á, mình sẽ chia sẻ anh em nhé. Chứ thực sự là nhiều anh em hỏi quá, mình cũng khó mà có thể trả lời hết được. Ui, nước mắt à. Xin nhẹ cái BF đi. Ui, đầy máu à. Ok, có BF mọi người nhá. Chúng ta có luôn vô cực kiếm này. Tuyệt vời chưa? Vậy là giờ, bây giờ mình chỉ cần một đồ trang bị nó cho AD như kiểu là một cái đai máu chẳng hạn, cho nó nhiều máu hơn cũng ok. Hoặc là một cái mũ hộ thủy cho nó nhiều sát thương hơn cũng ok. Món nào cũng được. Bây giờ thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Chúng ta sẽ không cần phải feed máu nữa. Không cần feed máu lấy đồ đâu mọi người nhá. Bởi combo này là trọn vẹn rồi. Vấn đề bây giờ là mình đang muốn đó chính là để con này vào. Để con ba này vào ấy. Để có thể ok, bây giờ chúng ta xem Annie chúng ta sẽ làm được những gì mọi người nhá. Mới chỉ có gọi là một sao thôi. Ủa ôi, vãi trưởng ạ, một sao kìa. Một sao của Annie mà rất là bá đạo ạ. Một trưởng của nó như kiểu là Phi Long Đại Thiên vậy ha. Rất đẹp. Tỏa lửa ra, nhưng mà vấn đề bây giờ là con Annie nữa đâu rồi nhở. Nãy giờ không thấy một ông Annie nào xuất hiện nữa. Để mình check thử xem có ông nào bắt Annie không. Xem có ông nào bắt Annie không mà mình không thấy đâu cả. Không có nào bắt Annie cả mọi người, nhưng mà mình lại không thấy đâu. Hơi khó hiểu. Chúng ta chắc phải up lên level 6 quá. Bởi vì level 5 thì tỷ lệ ra tướng 2 vàng mới chỉ có 35% thôi. Tướng 1 vàng nhiều hơn. Chắc mình bây giờ eco vàng thôi. Không dùng vàng để run hay làm gì nữa nhá. Bây giờ 150 mana ấy. Thì anh em biết không, có một video này này, có nghĩa là ấy, những vị tướng nào ấy nên dùng sâu zin hay là nên dùng cái bùa xanh, thì lượng những cái tướng ấy mà càng nhiều mana ấy, như kiểu Annie này 150 mana này, thì chúng ta nên dùng sâu zin nhá, nên dùng sâu zin cho nó. Bởi vì anh em biết không, sâu zin ấy thì nó sẽ tác dụng gọi là tính theo phần trăm mana. Nghĩa là càng mana càng nhiều ấy thì hồi càng nhanh. Đó là đặc điểm khi chúng ta kết hợp gọi là sâu zin với những con tướng mà nhiều mana. Còn những con tướng mà ít mana như kiểu là Ahri này, thì chúng ta cầm bộ xanh ngon hơn nhá. Bộ xanh ngon hơn rất nhiều. Đấy, như còn TF chẳng hạn đấy, bộ xanh rất là ngon. Victor cũng vậy, bộ xanh rất ngon nha. Đấy, còn những con tướng mà nhiều mana này thì chúng ta sẽ đừng bao giờ dùng bộ xanh cho nó cả. Bởi rất là phí đồ. Bùa xanh nó không tác dụng gì nhiều với những con tướng nhiều mana cả. Mà sâu zin sẽ tác dụng nhiều hơn, nhiều nhất có thể luôn. Đôi, ông Annie của chúng ta mới chỉ một sao nên là kiểu hơi đuối mọi người ạ. Hơi đuối nhá. Mình sẽ gọi là tìm kiếm nó lên 3 sao đi, rồi anh em sẽ thấy sức mạnh của nó sau. Bây giờ thì có vẻ hơi đuối, chưa thể hiện được nhiều. Ok, có Annie mọi người. Nếu mà nhưng mà Annie cầm đai máu, mình nói các bạn rồi, nếu mà cầm đai máu cũng ok, lượng máu trâu. Nhưng mà mình đang nghĩ thường tới những thanh BF kìa, BF đến cái Kona ấy. Mình có thể lắp thành thâu zin được, nhưng mà có vẻ như ông này lấy rồi. Ui, cái đuôi xịt nó quẹt vào mọi người ạ. Cái đuôi là xịt nó quẹt vào luôn. Ok mọi người nhá. Ok luôn, bây giờ thì mình sẽ nhấp thử vài phát đi. Nhấp thử 1-2 phát. Không có gì cả mọi người ạ. Annie này có luôn Annie rồi nhá. Ui, có luôn Garen ạ, nhưng mà mình không chơi Garen mọi người ạ. Mà mình chơi đó chính là chỉ chơi ấy thôi.
mình chơi Ani thôi chứ mình không chơi Garen mọi người ạ. Chơi Garen thì anh em thấy nhiều rồi, thấy nhiều Garen cầm đồ full chí mạng này rồi, nhưng mà anh em chưa thấy con Ani đâu. Mình sắp cho nó Sojin luôn nhá. Anh em thể thấy tác dụng của Sojin này. Ui, bãi trưởng nó lại chưa kịp làm gì thì ông Jin mũ hồ thủy ông bắn phát chết luôn rồi. Căng đấy. Ông này có gì 4 hay 3 sao này anh em, gì 4 3 sao cầm giáp máu Warrock khá là khỏe đấy. Con 3 ra rất nhiều mọi người ạ, con 3 ra rất nhiều luôn. Ai đi của tôi đâu nhỉ? Ok, có vẻ ông Ani của chúng ta đi đi du lịch rồi, không thấy đâu cả mọi người ạ, đi du lịch thật rồi. Bốn phù thủy như này thì khỏe đấy, đỉnh khỏe đấy, nhưng mà thôi ok, làm luôn đi. 19 con mít này cũng ok rồi, cũng đủ rồi, khá là đủ rồi đấy. Có vẻ việc tìm kiếm Ani hơi chua mọi người ạ. Với cả cái tầm skill của Ani nó kiểu nó hơi ngắn ấy, anh em thấy không ạ? Đây nhìn này. Uầy. Uầy. Liên tục là những cái story gọi là skill mặt. Uầy. Quá nhiều choáng mọi người ạ, quá nhiều choáng nha. Tí nữa mình phải cần có một cái áo trong tính lặng thì mình mới gọi là khống chế được cái mấy ông này. Ok, bắt đầu run mọi người nhá. Ok, đi 2 sao này. Bây giờ thì chúng ta tự tin rất nhiều rồi. Chúng ta sẽ tự tin rất nhiều ạ. Đấy luôn. Mình sẽ chơi 6 vệ binh và 6 phù thủy luôn. 6 vệ binh và 6 phù thủy. Ui, dừng đứa thìa nha. Ủa, có thìa luôn mọi người ạ. Vãi trưởng chưa. Ui, tôi lỡ lắp rồi mọi người ạ. Tôi lỡ lắp rồi. Bây giờ thì có thể mình sẽ chuyển qua làm Any hồ vệ cũng được mọi người ạ. Any hồ vệ cũng lên đỉnh đấy. Ok mọi người nhá, làm của Any hồ vệ cũng được. Có thìa thì mình sẽ làm Ani hộ vệ luôn nha mọi người. Để xem Ani hộ vệ nó sẽ trâu như thế nào. Ok. Nhưng bây giờ như này này, bây giờ như này nó khó khăn một điều ấy, đó chính là chúng ta nếu mà tách đồ ấy thì sẽ không hơi chua. Hơi chua để tách. Ui, trưởng mạnh chưa? Ui, một trờ của ông Ani kìa. Anh em thấy không ạ? Ui. Khó nhờ, hơi khó cho tôi đấy. Bởi vì bây giờ Ani của chúng ta rất là mạnh, rất là khỏe luôn. Mà giờ kết hợp với Ani hộ vệ thì có vẻ như kiểu là... Hay tí nữa mình sẽ làm Ani hộ vệ binh nhở. Ani vệ binh thì không ngon bằng Sojin được. Tôi bảo anh em rồi, Sojin vẫn là tuyệt vời nhất. Món lựa chọn gọi là Best of Choice. Sự lựa chọn tốt nhất. Khó quá, chỉ là cái thìa này làm tôi phải muốn gọi là chế tắc một cái gì đó rồi. Ui. Any hổ vệ. Có vẻ ông Ani này có vẻ khó ưa quá. Ông này hơi khó ưa đấy. Mãi không ra luôn. Mình đang cảm thấy Ani pháp sư đang rất là mạnh.
bây giờ chuyển các hậu vệ thì có vẻ như kiểu hơi đuối đấy. Ba thằng, ba mạng. Ui, có vẻ ông này sai chỗ rồi. Thì dạo gần đây mình cũng làm về series gọi là chuỗi, gọi là any, gọi là chuỗi hậu vệ rất là nhiều rồi. Có vẻ anh em cũng khá là chán với chuỗi hậu vệ của mình. Bởi nên thì bây giờ mình làm thêm combo chuỗi hậu vệ thì có vẻ anh em sẽ gọi là khóc mất. Mình sẽ chuyển nhá mọi người. Ok, mình sẽ làm any hậu vệ luôn đi. À không nhầm, sorry mọi người, any pháp sư nhá. Ok, thêm một slot nữa này. Với một slot nữa thì chúng ta sẽ kiếm thêm một phù thủy. Mà bây giờ kiếm thêm một phù thủy có vẻ như kiểu hơi khó, hơi chua. 5 vị linh tú. Số 5 phù thủy. Thế mà con vị linh tú là con gì nhỉ? Con dâu mọi người, quên mất nãy giờ mình bỏ con dâu hơi nhiều. Quên mất. Syndra. Ôi, R sai chỗ nhở, ông này Syndra này nãy giờ R hơi ngu đấy. Những pha R có vẻ hơi ngốc nghếch. Nhưng mà vấn đề của chúng ta là Any không ra mọi người, Ron mãi không thấy đâu. Sonaka lên 2 rồi này. Victor này. Any này. Syndra này. Ra nhiều thế nhở? À, Ri luôn à. Mình sẽ check lại xem nào, bây giờ chúng ta đang có những gì. Ok, như này đi, rồi. Nhiều con chuẩn bị lên 3 sao quá. Là mình không biết đường có thể lựa chọn nào, có mình sẽ bán con Sonaka đi. Có Annie luôn. Ôi, easy mọi người ạ. Đấy gọi là easy nha. Khóa lại. Cuối cùng chúng ta có Annie 3 sao. Đồ là full pháp sư rồi. Thì để xem nó thể hiện được nhiều không. Mình có một cái giáp thiên nhiên đấy. Vậy nên là game này mình sẽ có thể. Đó chính là 6 phù thủy và 6 vị minh tinh tú luôn. Nếu mà ra một cái thiền thì đúng là tôi chịu game luôn đấy. Tôi không phải biết nói gì nữa. Ui này, nước mắt này. Nếu mà để thìa lại chúng ta đã có một vệ binh rồi đấy. Không có vàng. Ok, chúng ta có trang bị rất đẹp nha. Tôi sẽ lắp cái này cho Neko này. 3 sao luôn. Ok, bây giờ việc của chúng ta chỉ cần đơn giản nữa thôi. Đó chính là... Ui, vệ binh Neko này mọi người. Mình sẽ lắp món đồ hồi máu phép này cho Neko. Ok. Và bây giờ thì có món trang bị chén sức mạnh. Bây giờ thì anh em thấy không ạ? Dao điện này. Hoặc là một cái găng tay công lý. Hoặc là chén sức mạnh, hoặc là một cái cung xanh. Thì bây giờ thì mình sẽ lắp cho nó một cách đẹp nhất có thể đi. Đó chính là như này. Ui, ông Lucian này có vẻ gắt này anh em. Nhưng mà Annie của chúng ta anh em thấy không ạ? 1R 1600 dam ạ. Mới chỉ có 5 phù thủy nhá mọi người. 5 phù thủy thôi để mình xem sát thương của Annie nào. Tầm bao nhiêu. Gây 960 sát thương phép. Sau đó hấp thụ 1000 sát thương vào cơ thể. Ok. Anh em nhìn dàn tướng thích không ạ?
Nãy giờ do mình bán vài con Ahari rồi á. Nếu mà mình không bán Ahari thì chúng ta với cả Shinra thì chúng ta đã gọi là cái dàn để chuẩn bị 3 sao đó. Ok, ông giờ hiên này thì mình sẽ để đi. Bây giờ anh em nhá, nhìn Ani nó trưởng một trưởng này, clear team, clear cái đám này luôn. Anh em có tin ở tôi. Khá là uổng bởi vì chúng ta không có 6 phù thủy luôn. Bởi vì tôi bỏ qua dâu khá nhiều á, nên giờ nó giận tôi là nó không ra nữa. Anh em có cách nào lấy con dâu ra không thì chỉ tôi với nhá, bởi vì nó giận tôi rồi. Một trưởng. Thực sự con nhìn Nani nó trưởng ra nhìn nó đẹp nhá. Còn mùa 2 thì nó thả gấu nhìn cũng ok à. Con Annie, ui, một trưởng kìa. Gánh tim được, con này là con gánh tim được. Mình theo mình cảm nhận thế. Ông này tận hai cái giáp, hai cái áo choàng kháng phép luôn. Bây giờ chúng ta chuyển level 7 ý. Cho con dâu vào ấy là chúng ta có 6 phù thủy và 6 vệ binh tinh tú. Đấy, cái điều đấy là điều quan trọng mọi người không? Nhưng mà bây giờ mình không thấy con dâu đâu cả. Đấy, hiểu không mọi người, hiểu không? Có nghĩa là mình không thấy con dâu đâu cả. Chưa là có dâu là chúng ta sẽ có trọn vẹn là 6 phù thủy và 6 vệ binh tinh tú luôn. Nó là tuyệt vời như vậy cơ. Ui, ông này cầm cho mình trang bị này. Ani trưởng một trưởng đây, trưởng một con giờ hit, con giờ hit cơ, trưởng giờ hit. Ui, clear luôn anh em ạ. Phát đấy clear luôn ạ. Ui, chưa kịp kìa. Quả đấy mà kịp kịp trưởng một trưởng thì ông này đi luôn rồi. God Pelicin hy sinh luôn rồi. Quả đấy con Ani chúng ta chậm tay quá, cái thao tác tay của nó chậm quá. Chưa kịp. Ui, hộ vệ nhân tạo mọi người này, có hộ vệ nhân tạo này. Ngon chưa? Bởi vì mình đang có Nico ấy, bây giờ mình cho Shinra hồi bị nhân tạo cũng ổn luôn. Cũng khá là thú vị. Lấy luôn nhá mọi người, lấy luôn nhá. Mình vừa có 5 vàng này, vừa có đồ ngon nữa. Dạy gì không lấy đúng không? Một bước đi sai lầm đó chính là không lấy dâu mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ run 4 vàng này để quay Bobby 3 sao này. Mình sẽ run một chút này để kiếm con dâu nhá. Ok, có dâu rồi, tuyệt vời luôn. Thì việc chúng ta bây giờ là up level 8 rồi, 36 vàng. Mình sẽ eco vàng lên level 8 và cho dâu vào là chúng ta sẽ có trọn vẹn đội hình khủng nhất thế giới. Đó chính là 6 phù thủy, 6 pháp sư và 6 mệnh tinh tú. Anh em nhìn nếu mà gặp ông này nhá, con anh chúng ta sẽ một phát clear ông này luôn. Không phải à, kiếm khách à. Ủa, xin thông nhìn đồ lực thế nhở. Ani một trưởng ạ. À. Ui, em thấy Ani một trưởng kìa. Ui, xem sướng con mắt ạ. Ui, ông này có giáp vút vút rồng có khác. Trưởng yếu hẳn. Nhưng mà anh em thấy ạ, khi mà team địch không có kiểu những con tăng cơ cầm giáp phép ấy, thì anh em chúng ta thì clear team bị khá nhanh. 26 vàng. 36 vàng cơ. Chúng ta sẽ phải gọi là cắn răng chịu đựng tiếp tục rồi. Xin ra này. Khả năng game này mình dắt vàng luôn đội hình của vệ binh tinh tú luôn ý mọi người ạ. Dắt vàng luôn này. Nhìn sơ sơ là chuẩn bị lên 3 sao hết đấy. Để xem nào. Nãy giờ mình chưa gặp ông này. Ông này thì đang có cho mình con G4 cầm vút bẫy mọi người ạ. Cầm vút bẫy này thì nếu như mà Annie của chúng ta dính vút bẫy mà vào thì nó sẽ toang để mình điểm TF ở đây nhá. Để nó sẽ skill luôn vào mặt con ui không phải gặp à. Ui rắn 3 sao vút rồng à. Có thể anh em biết rồi, đó chính là cái vút rồng này thì nó sẽ ngăn cản cái giáp ảo của những con tướng cầm trên mình giáp ảo mọi người nhá. Nhưng mà để xem thì mình có thắng nổi không đây. Ui rồi. Annie chúng ta quẩy. Quẩy. Tiếp tục. Oh, continue. Tuyệt vời ạ mọi người ạ. Đúng thật. Đáng là tiền bất gạo khi bu đồ cho Annie mọi người nhá. Thật sự đáng là tiền bất gạo đấy. Rồi ok. Có cả Ahri luôn ạ. Ui đồ này trang bị này mọi người tiếc chưa. Đồ này cho Shinra đúng tuyệt vời rồi. Mà Shinra tôi lỡ lắp đồ này rồi. Hơi phí nhở.
Thế mình cho Ari nhá mọi người, cho Ari, Ari cũng chuẩn bị 3 sao này. Bán một con đi. Để xem anh em trang bị gì đây, giáp thiên thiên thần. Ông này gì đây? Búa xanh. Ủa ôi anh em ơi. À, này, à ông rắn nhở? Tôi tưởng ông rắn cầm đồ này thì tôi chịu đấy. À rắn này có trang bị Bluetooth này, giáp gai này, ui. Gắt đấy. Nói chung ông nào đồ cũng gắt cả. Mình thì thiếu cái quỷ thư thôi. Mình có quỷ thư thì ngon mà thiếu mất quỷ thư rồi. Ok mọi người ơi, 32 vàng. 32 vàng cơ mà, mình vẫn còn nhiều cái để làm. Thấy chưa anh em, 32 vàng cơ mà đúng không? Đó, còn nhiều thứ để làm mà. Ok anh em, đội hình binh chưa ạ? 6 phù thủy, 6 pháp sư, 6 bệnh binh tú và 2 hộ vệ. Đội hình quá binh luôn. À, lốc à? Ui sổi Ari chúng ta kìa. Ui Ani kìa anh em. Anh thấy pha đồ của Ani không ạ? Một phát clear team địch luôn. Rồi ok, đi luôn ông này rồi. Chúng ta xem nào. Chúng ta chỉ còn lại 4 đối thủ thôi. Và tôi sẽ từng gọi là từ từ gọi là cứa cổ từng đối thủ một mọi người nhá. Tôi sẽ từ từ cứa cổ từng đối thủ một. Ảo lòi. Ảo lòi đang có Ire này, Ire bùa xanh cộng với cả bảo thạch này cũng ổn đấy. Tân An thì chúng ta gặp rồi, VTV. Tôi nói anh em chứ ông này đúng nãy giờ luôn đấy, nãy giờ tôi chưa gặp ông này phát nào cả. Nãy giờ luôn, thì bây giờ khả năng tôi sẽ gặp thì tôi sẽ để con test trên đây. Để có thể một chút nào đó ngăn cản cái gọi là vút bẫy dành cho Annie của chúng ta. Rồi gặp rồi, cuối cùng đã gặp. Ước được cũng đã gặp rồi. Ui anh em thấy không ạ, tôi nó có sai đâu. Tôi nó có sai đâu ạ. À. Gặp là phát là clear luôn ạ. À. Cỡ kiểu mấy ông để tóm gọn một chỗ này là gặp phát là clear. Không phải nói nhiều. Xem hai ông này nào, hai ông này xem đấu tranh với nào nào. Rồi, có vẻ Tân An thua rồi, còn 8 máu thôi. Ông Anh Lợi 2000 thì còn 46 máu, một đối thủ cũng khá thú vị của chúng ta. Ui. Zanna này mọi người, nhưng mà mình sẽ từ từ nhá. Nếu mà cảm thấy vui vui thì mình cho vào, còn không vui thì mình bỏ ra thôi. Ok. Mình sẽ run tiếp để kiếm Nico 3 sao mọi người nhá. Ui Zanna luôn này. Con đổi rồi. Đủ. Chết rồi. Không sao, để mình test thử thôi. Mình sẽ giao tranh thử một phát xem ông này khỏe hay là yếu nhá. Ui. Ba ông này yêu mất rồi mọi người. Tàng hình à? Ok, game bị lag mọi người ạ. À. Game bị lag rồi. Ảo thuật. Có ảo thuật nha. Ok, để xem ông này nào. Ông này thì sao? Ông này cũng đang giao tranh với cả với Annie của chúng ta. Nhưng mà có vẻ như kiểu là Annie chúng ta là quái vật thực sự rồi. Mặc dù này có rắn 3 sao rồi nhá, rắn 3 sao nhưng vẫn trụ không nổi. Rắn 3 sao cầm vút rồng luôn á. Đi luôn rồi. Ok, để xem. Ui, Zanna cầm thìa mọi người ạ. Chúng ta có nên lấy thìa này không hay là lấy Serac? Lấy quỷ thư cũng ổn đấy mọi người. Lấy quỷ thư thì chúng ta sẽ có thêm cái sát thương đến từ quỷ thư. Nhưng mà lấy Serac thì nó sẽ trưởng nhanh hơn. Ui, vãi trưởng. Game so easy mọi người ạ. Thật sự đây chính xác là game so easy đây. Game so easy như mọi người từng nói đây. Ok, làm kiểu ảnh lưu niệm nào. Đấy, tôi cho lên trên đầu luôn mọi người nhá, cho lên đầu bởi vì tôi khỏe quá rồi, cho lên trên đầu luôn. Ông này cũng gọi là dắt vàng đấy, dắt vàng đội hình kiếm khách đấy, nhưng mà Ani của tôi thì bảo là ông tuổi gì. Mắt thì gì 3 sao cơ mà, đâu phải đơn giản, đâu phải đơn giản đâu mọi người. Đi luôn. Run một chút nào, run một chút nào.
Ok mọi người nhá, bây giờ mình có như này, mình sẽ bỏ này ra. Khả năng mình sẽ kiếm xin nó ra 3 sao luôn nhá. Cho nó đẹp luôn. Nhanh đi. Coi như chấp đối thủ một game nhá. Nếu như một tí nữa chúng ta có thua thì anh em thông cảm tôi. Bởi vì tôi chủ yếu để làm để hy sinh về nghệ thuật thôi. Anh em thấy mong đội hình hôm nay khủng vãi trưởng luôn chứ đâu phải đơn giản đâu. Sợ thua lắm, mình phải cho vào. Thua nhiều quá nữa nó yếu người đi. Ok. Cầu được ước thấy luôn. 17 máu. Mình sẽ kiếm nhẹ xin nó ra nhá. Cho Dream Team vào. 1 2 3 6 binh. Thanh. Ông này ông tưởng ok xem nó ông được món đồ gì? Team băng à? Căng nhờ. Ok, coi như mình chơi fair play một trận đi. Cho nó cơ hội có thể một cơ hội ha. Chơi fair play cho một cơ hội. Để có thể chiến thắng một cách gọi là feeling. Ok, chúng ta bây giờ sẽ run kiếm Sinora 3 sao nhá. Ok, có vẻ như kiểu không ra xin nó ra mọi người ạ. Ui, được đấy, mình biết chân tử đấy, được. Được đấy bạn ơi. Ok luôn các bạn, có vẻ clear rồi. Anh em xem video cảm thấy thú vị thì hãy ủng hộ một like, một đăng ký kênh mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.